Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Ta là hôn phu kiếm thánh Tập 14 của tác giả Đích Thủy Người dịch NVM 1997 Nguồn tiên dịch Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 90 Giữ tính của Trần Mục Trong hông cây Triệu Phi Yên uống đan dược Trần Mục dùng niết bàn hô hợp pháp giúp cho nàng ta sưởi ấm thân thể nửa ngày trôi qua triệu phi yên cũng đã khôi phục một chút sức mạnh sắc mặt dần dần hồng nhuận nàng ta nhẹ giọng nói đủ rồi ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi trần mục trầm giọng nói ta không mệt triệu phi yên nhẹ giọng nói ngươi có biết vì sao xà yêu kia lại muốn giết ngươi không bởi vì yêu đáng trần mục nhớ mại cuối cùng băng xà đã lấy được hai viên yêu đan ở chỗ của hắn nó là gì yêu đang mà đến vẻ mặt của triệu phi yên trịnh trọng nói yêu đang không phải là mẫu chốt mà là bởi vì ngươi cường giả yêu tộc không cho phép nhân tộc xuất hiện tuyệt thế thiên kiều xa yêu kia sắp đột phá đó chính là thời điểm nó suy yếu nhất nó đã mượn tay chúng ta diệt trừ những yêu dương còn lại sau đó muốn dùng thủy triều yêu thú để mà diệt trừ ngươi ôi trời đúng là giảo hoạt luôn Trần Mục rất nhanh đã hiểu được. Triệu Phi Yên nhắc nhở, đừng có tưởng rằng chỉ có yêu tộc mới đối phó với người, danh tiếng ngươi càng cao thì có lẽ có người muốn hại ngươi. Trần Mục cao mày trầm giọng nói, bọn họ chẳng lẽ không có sợ lăng dân tông sao? Chính là bởi vì sợ lăng dân tông, sư tôn đã trấn áp bọn họ mấy ngàn năm qua. Nếu như người tiếp tục trấn áp bọn họ, bọn họ sẽ tiếp tục sống dưới bóng ma của lăng dân tông trần mục không khỏi nhíu mày. đạo lý đơn giản như vậy khương phục tiên khẳng định biết triệu phi yên bổ sung bây giờ ngươi không cần phải lo lắng tạm thời bắc quan rất là an toàn trên người của ngươi còn có ngọc bội thiếp thân của sư tôn không ai có thể làm hại ngươi được thái độ của bắc quan tông đối với trần mục là lôi kéo mượn sức dám đối nghịch với lăng dân tông đương nhiên chỉ có quan châu hoặc là các thế lực siêu cấp khác ngoài quan châu cho dù bây giờ Trần Mục không có danh chấn bắt hoàng nhưng mà cũng có một chút danh tiếng. Tin tức của hắn rất nhanh sẽ đến tay của các siêu thế lực khác. Triệu Phi Yên trầm giọng nói nếu như ở lại Hấp thạch thành thì số muộn gì cũng mang đến phiền toái cho người thân. Được, ta hiểu được ý của Phi Yên tỷ. Chờ lần này trở về Trần Gia ta sẽ cùng ngươi đến lăng dân tộc trước. Trần Mục trình trọng nói Triệu Phi Yên mỉm cười gật đầu. Trần Mục lấy yêu đan trong ngực ra trầm giọng nói. Phi yên tỷ, cái này cho người đó. Yêu đan của yêu dương cho dù đối với kiếm dương thì cũng có tác dụng đó. Lần này nếu không có triệu phi yên, chắc hẳn căn bản hắn không có đạt được lôi đình kiếm ý. Cũng không có lĩnh ngộ ra được lòng ngầm kiếm thế cuối cùng rồi. Triệu Phi Yên cười khẽ nói, Cái duyên yêu đan này đối với ta mà nói là độc dược, đối với ngươi hẳn là giúp ích được ít nhất có thể giúp người tăng lên tam phẩm. Bây giờ Trần Mục đã là tam phẩm kiếm hậu, nếu luyện quá yêu đan này, hắn có thể trở thành lục phẩm kiếm hậu. Nếu như ba viên yêu đan của yêu dương đều bị hắn lấy được, kiếm dương nằm trong tay của hắn rồi. Yêu đan của yêu dương mạnh hơn yêu đan của băng sương lan dương rất nhiều, cho dù là ngươi muốn hoàn toàn luyện quá, phải là hai ba tháng mới được. Chờ ta luyện quá xong yêu đan chúng ta sẽ đến lăng dân tộc được không chờ thương thế của ta khỏi hẳn rồi hả đi trì quản quá lâu ta lo lắng có sự cố đó được rồi được rồi triệu phi yên bị thương không nhẹ cần phải tu dưỡng một thời gian ngắn trần mục đúng lúc cũng có thể luyện quá yêu đàn, thuận tiện dành thêm một chút thời gian ở bên cạnh người nhà bọn họ tu dưỡng trong động cây hai ngày trần mục ngự kiếm mang theo triệu phi yên độ cao rất thấp tốc độ cũng rất chậm nhưng mà so với đi đường nhanh hơn rất nhiều trong tuyết trần mục nhìn thấy có một con vật nhỏ là mèo sao trần mục và triệu phi yên đến gần có một nhúm lông nhỏ cuộn tròn trần mục xoay nó lại trên trán giết chữ dương lông đỏ trắng đang xen nhau con tưởng là mèo không nghĩ là một con hổ nhỏ triệu phi yên thản nhiên nói hổ yêu biến dị cái loại này bị dứt bỏ bình thường chết non rất sớm, rất khó có thể sống đến lúc trưởng thành. Duyên phận nuôi trước đi. Trần Mục giấu con hổ nhỏ trong ngực. Yêu thú nuôi lớn từ nhỏ, sau này lớn lên có thể trông coi hậu diện. Yêu thú trung thành hơn người, rất nhiều tông môn đều có sơn thú của mình. Xem ra đã bị dứt bỏ dài ngày, dấu hiệu sinh mệnh của nó suy yếu, không nuôi được đâu. Triệu Phi Yên cũng không cảm thấy con hổ này có thể nuôi sống được nó quá nhỏ, lâu lắm rồi không có cho ăn, lại bị lạnh cống, không trụ được lâu. Trần Mục nhìn trúng sự ngoan cường của nó, thời tiết lạnh như vậy, bị dứt bỏ mà có thể sống lâu như vậy, còn có thể sống được hay không dựa vào tạo hóa. Hắn dùng niết bàn hô hấp pháp cung cấp sinh cơ cho tiểu hổ. Hai ngày sau, tiểu hổ có thể lăn qua lăn lại trong ngực của Trần Mục. Tiểu hổ còn nhỏ hơn mèo con, nó mở mắt, nhìn Trần Mục mới phát hiện một bên mắt màu đỏ, bên kia là trắng. Là dị đồng hiếm thấy, khó trách bị dứt bỏ. Đồ chân ngắn của nó nhẹ nhàng, dẫm lên ngực của Trần Mục muốn ăn. Trần Mục thấy thế thì tìm Triệu Phi Yên đòi một kim linh quả. Tiểu hổ ôm lấy mà gặm, gặm xong cụ mình ở trong lòng của Trần Mục ngủ đi. Năm ngày sau, bọn người của Trần Mục đã trở về Trần Gia. Triệu Phi Yên trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Mục đưa con hổ nhỏ về nhà. Phụ thân, phụ mẫu, Vĩnh Vĩnh, Lan Nguyệt Tỷ. Yến Lan Nguyệt và Trần Vĩnh đang trong đình diện ném bao cát. Trần Vĩnh thấy Trần Mục thì kích động chạy tới, mềm giọng nói, ca ca. Trần Mục xoa đầu của mụi mụi, hắn thả con hổ nhỏ ra, cái bộ lông trắng đỏ đang xen, bốn chân ai đi đường nấy, lão đảo thỉnh thoảng còn bị té xuống. Đôi mắt to tròn Trần Vĩnh chớp chớp, nàng ta ngồi xổm xuống, đưa ngón trỏ điểm nhẹ lên trán của tiểu hổ. Tiểu hổ tới gần bắp chân của Trần Vĩnh cọ cọ. Trần Vĩnh vui vẻ vỗ cái bàn tay nhỏ bé. Trần Mục nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Trần Vĩnh, hắn mang tiểu hổ trở về, chủ yếu là muốn cho muội muội có bạn. Hơn nữa, sau khi nó lớn lên còn có thể trong nhà. Trần Nghiêm cười to nói, hổ yêu ở Bắc Quang rất ít, Mục Nhi có thể nhặt được, giận khí đúng là không tệ rồi. Đường Nguyễn dịu dàng nói, Nó, nó có tên không vậy? Chương 91, Dự tính của Trần Mục Trần Mục khẽ cười nói, Nương gọi nó là Đại Tráng đi, hy vọng sau này nó lớn lên có thể là Cường Tráng. Đại Tráng bây giờ gây yếu của hơn con mèo. Đại Tráng, ừ, cái tên này cũng không tệ. Trần Nghiêm và Đường Nguyễn cười gật đầu. Yến ra Nguyệt từ trong phòng bếp lấy ra một cái chén cũ, sau đó đổ đầy sữa thú vào bên trong. Đại tráng ngửi thấy mùi sữa, bước chập chững đi qua. Trần Dĩnh vui vẻ đi phía sau. Trần Mục không có nói chuyện sắp đi răng dân tông, hắn không có muốn phụ thân và phụ mẫu lo lắng. Phụ thân, mẫu thân, con có một chút mệt mỏi, ngày mai sẽ nói chuyện với hai người. Trần Mục cùng kính nói, đường Nguyễn dịu dàng nói, được, vậy con đi nghỉ ngơi đi, Yến Lan Nguyệt cùng kính nói, Tiểu thiếu gia, quần áo của ngươi rất bẩn, thay ra trước đi, ta giúp ngươi giặt. Cảm ơn Lan Nguyệt tỷ. Trần Mục cởi áo khoác cũ nát ra, sau khi mình lên giường, Trần Mục lập tức chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong sân gian lên cái tiếng mèo kêu, Trần Vĩnh đang chơi với tiểu hổ. Trong tay của nàng ta cầm điểm tâm, đang ngồi xổm bên cạnh đại tráng, nhìn nó uống sữa thú. Khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Trần Mục ngủ đến khi tự mình tỉnh lại, bây giờ cả người của hắn tràn đầy sức mạnh. Trần Mục đi vào đình viện mỉm cười nói, Vĩnh Vĩnh đến chỗ ca ca đi. Trần Vĩnh nghe thấy giọng nói, chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh Trần Mục. Nàng ta chia điểm tâm trong tay của mình thành hai phần, dơ lên cao. Ca ca, ăn. Trần Mục cười ôm lấy mụn muội ăn điểm tâm nàng đã đút cho, dịu dàng nói, Vĩnh Vĩnh đúng là ngoan, Ca, ca đưa muội đi tập hô hấp pháp. Trần Mục kiên nhẫn hướng dẫn muội muội. Trong khoảng thời gian rời khỏi Trần gia, hô hấp pháp của Trần Dĩnh trở nên xa lạ. Trần Mục suy tính trước khi đi phải để cho muội muội hoàn toàn nắm được hô hấp pháp. Sau khi mà đại tráng ăn no thì chạy về phía Trần Mục, nhưng mà cái bậc thang đối với nó quá cao, nó nhảy mấy lần cũng không có nhảy lên được, chỉ có thể cuộn mình dưới bậc thang. Lần thứ hai Trần Dĩnh sử dụng hồ hấp pháp thì cũng đã thuần thục. Sau đó Trần Mục mang Trần Dĩnh đến đình diện chơi. Đại tráng loạn choạng đi theo phía sau họ. Trần Dĩnh ném bao cát càng ngày càng xa. Sau khi mà nàng ta chơi mệt sẽ sử dụng hồ hấp pháp để khôi phục sức mạnh. Điều này đã cải thiện cơ thể của nàng rất nhiều. Trước nửa đêm, Trần Mục trong phòng của Triệu Phi Yên giúp cho nàng chữa thương. Sau nửa đêm, Trần Mục trở về phòng của mình luyện quá yêu đàng yêu đàn của yêu dương, hắn không có dám trực tiếp hấp thu, chỉ có thể để bên ngoài cơ thể chậm rãi luyện hóa. Hai tháng trôi qua rất nhanh. Trần Mục luyện quá nửa viên yêu đan thành công bước vào ngũ phẩm kiếm hậu sơ kỳ. Thôn vệ toàn bộ yêu đan xem ra nhiều nhất, có thể đạt đến lục phẩm kiếm hậu. Càng về sau càng khó tu luyện. Thực lực ngũ phẩm kiếm hậu, phóng tầm mắt, ở Dương Triều Đại Yến cũng có thể tính là cao thủ mộ thành chủ cũng chỉ là nhị phẩm kiếm hậu, ngay cả hành dương hậu cũng mới là thất phẩm kiếm hậu. Triệu Phi Yên khôi phục không khác biệt lắm, nàng ta đã chuẩn bị dẫn Trần Mục rời khỏi hắc thạch thành. Lúc này lại có người tu hành xa lạ đến bái phỏng Trần Gia. Bắc Hoàng, mùa xuân qua nở, mặt trời chiếu rọi ấm áp. Trong sân đại tráng vũ cái thắt lưng nằm phơi nắng. Sau hai tháng trưởng thành, bây giờ nó đã biến thành hổ lớn toàn thân đầy cái dằn đỏ trắng đang xen. Giờ đây, Yến Lan nguyệt cho nó ăn thịt dụng xương nhỏ, cơ thể của đại tráng càng ngày càng rắn chắc. Trần Dĩnh trong sân ném bao cát, mỗi lần ném ra ngoài, đại tráng đều có thể nhanh chóng đi nhặt về. Nó rất là thông minh, mỗi ngày đều theo Trần Dĩnh chạy khắp nơi. Trần Mục gần đây rất là thoải mái, mỗi ngày đều có đại tráng và Yến Lan Nguyệt ở cùng với muội muội. Hắn chuẩn bị đi lăng dân tông không chừng sẽ không nhìn được thấy muội muội một khoảng thời gian rất dài. Trên bầu trời có hai đạo kiếm quang rơi vào bên trong Trần Gia. Trần Mục cảm thấy khí tràn cường đại, hắn lập tức bảo Trần Dĩnh vào trong chơi. Ở diện bên cạnh, Triệu Phi Yên đi ra khỏi phòng, nàng ta nhận ra cường giả xuất hiện thấp giọng nói. Thiên cơ cát, thật sự là ở đâu cũng có bọn họ. Bọn người của Trần Thiên Nam đã ra ngoài áp tiêu. Trần Mục tự mình tới cửa lớn Trần Gia. Lão giả ngoài cửa đang nói chuyện với nha hoàng Trần Phủ. Trần Mục thông dòng tiến lên mỉm cười nói, xin hỏi lão gia gia có chuyện gì? Lão giả tóc bạc, mặt mũi hiền lành. Ông ta nhìn thấy Trần Mục khẽ cười nói, lão phu là Trần Trúc, đến từ thiên cơ cát. Ngươi chính là Trần Mục đúng chứ? Trần Mục gật đầu, tiền bối có việc gì sao? Vẻ mặt của Trần Trúc tươi cười nói, Lão Phù ở Thiên Cơ Cát phụ trách thu thập tin tức của Thiên Kiêu, muốn xin người vài phút xác định tin tức của người. Thiên Cơ Cát, Trần Mục chưa có từng nghe nói qua, không biết đây là thế lực gì. Triệu Phi Yên đến gần đó, nàng ta mặc váy tím bó sát người, trên khuôn mặt tinh xảo, mang thêm mỉm cười. Trần Lão, ngài lại tự mình đến bắt quan sao? Khuôn mặt già của Trần Trúc tràn đầy tươi cười nói, nghe nói Bắc Hoàng xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, còn là họ Trần, lão phu đương nhiên tự mình đến xác nhận. Có thể khiến cho Triệu Phi Yên cung kính như thế, thân phận địa vị của lão giả trước mắt rõ ràng không đơn giản. Triệu Phi Yên trầm giọng nói, Trần lão, ta không hy vọng tin tức của hắn có thể treo ở thiên cơ cát. Tin tức của Trần Mục Tiểu Hữu đã sớm công khai rồi, đây đã là không còn bí mật. Thiên kiêu hắc thạch thành căn cốt cửu phẩm, tiểu bối hắc thạch thành, luận võ đệ nhất. Ba tuổi kiếm tông, giết chết Lan Dương, đánh bại dương tử chu Quốc. Trần Trúc, tính toán thành tựu của rằng Mục. Thiên Cơ Cát là một tổ chức đặc thù nhất của Đại Lục. Bọn họ phụ trách thu thập đủ loại tin tức, thông qua giao dịch tin tức thu được tài nguyên. Thiên Cơ Cát còn sắp xếp các loại bản xếp hạng, ví dụ như bản tiềm lực, bản sát thủ, bản treo giải thưởng, và hàng chục bản xếp hàng khác có ảnh hưởng rất lớn. Trần Mục nghe bọn họ nói chuyện, đại khái biết được Thiên Cơ Cát là tổ chức như thế nào. Nói dễ nghe tổ chức tình báo, nói khó nghe một chút thì chính là đám người săn tin tức ở tu tiền giới. Chương 92: Thiên Cơ Cát vẽ mặt của Trần Trúc trịnh trọng nói: "Hai năm nữa chính là đại hội thanh dân, ta nghĩ đến đại hội thanh dân 10 năm một lần." nhất định sẽ không có bỏ qua. Trần Phi Yên trầm giọng nói, Trần Lão, ngươi rốt cuộc muốn xác định tin tức gì? Ta chỉ muốn biết bây giờ có thể xếp vào thanh dân bản hay không. Trên mặt Trần Trúc mang theo nụ cười. Ta muốn biết hắn bây giờ có thể xếp vào thanh dân bản hay không. Trên mặt của Trần Trúc mang theo nụ cười. Phía sau Trần Trúc là một thanh niên túng tú đi lên. Hắn ta kiêu ngạo nói muốn lên thanh dân bản thì phải là kiếm hậu dưới 20 tuổi, tại hạ Lưu Hàng, Quang Châu Thanh Dân Bản thứ 356, xin chỉ giáo. Triệu Phi Yên thản nhiên nói, lên đi. Trần Mục có một chút không ngờ tới, Triệu Phi Yên đây là cố ý muốn hắn bại lộ sức mạnh sao. Bọn họ đến sân tập võ của Trần Gia. Lưu Hàng chính là được Trần Trúc mời tới. Trần Trúc nghe nói Trần Mục đã giết chết làng Dương, suy đoán hắn có thực lực kiếm hậu, cho nên tìm kiếm lưu hàng nhị phẩm kiếm hậu hậu kỳ. Ta đã là nhân chứng của trận quyết đấu này, đến điểm thì dừng lại. Trần Trúc nhắc nhở, luận võ phải có nhân chứng của thiên cơ khác, kết quả của trận quyết đấu riêng sẽ không được công nhận. Lưu Hàng khẽ cười nói, mời, hắn thậm chí còn không có rút kiếm, hành động như vậy không cần hoài nghi là đang xem thường Trần Mục. Trần Mục rút chiếc dược ra, như Lưu Quang trong chớp mắt đã biến mất không thể đâu. Lưu Hàng nhất thời kinh hãi, hắn ta dồn dàng phóng thích khí tràng muốn tìm ra vị trí của Trần Mục. Nhưng mà lưỡi kiếm sắc bén đã kề vào cổ quán ta, làm cho hắn ta nuốt nước miếng, vẻ mặt của Trần Trúc khiếp sợ nói. Trần Mục thắng, xếp hạng thăng cấp 356 trên bảng thanh dân bản. Trần Trúc lấy bút mực ghi lại trong sổ, thậm chí vẽ đơn giản khuôn mặt của Trần Mục. Sự khiếp sợ trong mắt của ông ta, mãi mà không thể biến mất. Hai mắt của Lưu Hàng vô thần, hắn ta không có thể tin được, sao lại có tốc độ nhanh vậy chứ? Hắn ta là nhị phẩm kiếm hậu, vậy mà lại không phản ứng kịp. Khuôn mặt của Triều Phi Yên không chút gợn sóng, nàng ta biết tốc độ của Trần Mục nhanh bao nhiêu. Nếu để đánh lén, kiếm dương cũng phải đề phòng hắn. Trần Mục sợ đánh nhau phá hư sân tập cho nên lựa chọn phương thức như vậy để mà chấm dứt trận đấu. Trần Trúc cười to nói, chúc mừng tiểu hữu đã lên được thanh dân bản, chờ lão phu mang tin tức về thiên cơ cát. Trưởng lão trong cát sẽ đánh giá tiềm lực con người, lão phu tin tưởng ngươi có thể xếp vào top 10 bản tiềm lực kiếm tu. Trần Mục không hiểu ý nghĩa của bản xếp hạng này. Phi Yên Tỷ xếp hạng bao nhiêu trong bản tiềm lực Trần Trúc cười trả lời, nàng đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng tiềm lực Quang Châu. Nhưng mà Phi Yên ở Quang Châu thiên bản xếp thứ ba cảnh giới của nàng ta vượt xa tiềm lực của nàng. Thiên bản là cái gì? Trên thiên bản đều là cường giả kiếm dương. Trần Mục mỉm cười nói, Phi Yên tỷ tỷ đúng là lợi hại nha, vậy mà lại là thiên bản thứ ba. Trên mặt của Triệu Phi Yên không mỉm cười. Trần Trúc trầm giọng nói, Phi Yên đã 3 năm, ngươi không có tiếp nhận khiêu chiến. Rất nhiều thiên kiêu đang nghi ngờ sức mạnh của ngươi. Ngươi hẳn là may mắn vì tiêu dân thứ tư vẫn tiếp tục bất bại. Nếu không, ngươi không có tiếp nhận khiêu chiến thì sẽ rớt thứ hạng. Quy tắc quyết đấu trên bảng xếp hạng rất là đơn giản. Ngươi có thể thách thức đối thủ được xếp hạng cao hơn. Đối phương có quyền từ chối, nhưng mà xếp hạng chỉ kém một người. Nếu như đối phương từ chối thì hai người sẽ đổi vị trí thứ hạng. May mắn tiêu dân xếp thứ tư không thua, hắn ta cũng không có hiêu chiến cùng Triệu Phi Yên. Phi Yên mới có thể bảo trụ vị trí thứ ba. Trên thiên bản đều là các thiên kiều các tông, chuyện này liên quan đến thể diện của các tông. Đương nhiên mọi người đều muốn xếp hạng đứng đầu, ở phía trên cạnh tranh rất kịch liệt. Hai người phía trên đều là của lăng dân tông sao? Trần Mục có một chút nghi hoặc. Hắn biết Lăng Dân Tông là thế lực siêu cấp cường đại nhất Quang Châu. Đệ tử Lăng Dân Tông lẽ ra phải xếp ở phía trước. Trần Trúc khẽ lắc đầu. Thứ nhất và thứ hai đến từ Thánh Kiếm Sơn và Phượng Cát. Thứ ba và thứ tư là đệ tử Lăng Dân Tông. Sắc mặt của Triệu Phi Yên có một chút khó coi. Là đệ tử chân truyền của Hương Phục Tiên, thành tích đứng thứ ba trên thiên bản cũng không sáng chói nếu như không phải tiêu dân thì bài danh của Triệu Phi Yên chỉ kém hơn. Tông chủ lăng dân tông Đông Trần Trúc cười nói, trong quyển sách nhỏ này đã thu thập các loại bản xếp hạng mới nhất. Nếu là những người khác, Lão Phu sẽ thu 10 viên linh thạch. Nhưng mà ngươi, Lão Phu chỉ lấy 5 viên linh thạch. Phi Yên tỷ có thể cho ta mượn 5 viên linh thạch không? Trần Mục nhìn Triệu Phi Yên triệu phi yên ném cho trần trúc năm viên linh thạch lạnh lùng nói trần lão ngươi thật đúng là biết kiếm tiền nha thiên cơ cát hàng năm buôn bán tin tức có thể kiếm được bao nhiêu trần trúc cười xua tay nói cũng chỉ duy trì hoạt động thôi không có kiếm được nhiều tiền trần mục cầm danh sách có một chút tò mò các ngươi không có sợ bị sao chép sao trần trúc tươi cười quỷ dị nói không có ai làm sách lậu của thiên cơ cát bởi vì làm sách lậu sẽ chết nhà trần mục còn tưởng rằng tìm được một con đường kiếm tiền tốt nhất không ngờ bản quyền dị giới lại nghiêm ngặt như vậy tiểu hữu bội kiếm của người tên là gì mười viên linh thạch trả lời một vấn đề trần trúc không khỏi khẽ mỉm cười tiểu hữu cũng thật là biết buôn bán vậy thì mười viên linh thạch một vấn đề được bội kiếm của ta tên là chiết Dực năm nay bao nhiêu tuổi Bốn tuổi 11 tháng, mấy phẩm kiếm hậu, tam phẩm. Tai của Trần Trúc run rẩy, nhưng mà Trần Mục nói dối về sức mạnh, thật ra hắn đã là ngũ phẩm kiếm hậu rồi, cho dù như vậy cũng đủ khiếp sợ. Trần Trúc đem tin tức của Trần Mục chỉnh lý tương đối hoàn thiện rồi mới trả hắn 80 viên linh thạch, sau đó cười to nói: "Đa tạ tiểu hữu đã phối hợp, lão phu còn phải đến Tây quan gặp hai vị thiên kiều." hy vọng có thể gặp tiểu hữu ở đại hội thanh dân trần trúc và lưu hàn rời khỏi trần gia trần mục là tập sách của thiên cơ cát hắn nhìn thấy tên khương phục tiên ở vị trí đệ nhất trên thánh bản ở phía sau ghi chú là tông chủ lâm dân tông bài danh ba ngàn năm không thay đổi vị hôn thê là kiếm thánh mạnh nhất rồi chương 93 thiên cơ cát trần mục còn tưởng rằng khương phục tiên là một kiếm thánh rất là lợi hại không nghĩ tới là kiếm thánh mạnh nhất đại lục khó trách lăng dân tông là tâm môn mạnh nhất của quan châu hắn tiếp tục đọc cuốn sách nhỏ trần mục lật đến bản xếp hạng tương đối thú vị thiên tiên bản khương phục tiên xếp thứ nhất nhưng mà phía trên khương phục tiên không có chân dung trần mục tìm nửa ngày nghi hoặc nói phi yên tỷ sao mà tỷ không có lên thiên tiên bản đi triệu phi yên lạnh lùng nói trần mục không quý trào phúng chỉ cảm thấy triệu phi yên có tư cách lên tiên tử dựa vào thiên tiên bản cũng rõ ràng không có bằng triệu phi yên chẳng lẽ thiên tiên bản cũng muốn xem lưu lượng sao trần mục thu hồi quyển sách nhỏ trầm giọng nói phi yên tỷ vì sao mà để ta lụng bàn với lưu hàng giấy hai năm sau sẽ cử hành đại hội thanh dân rồi chỉ có thiên kiêu trên thanh dân bản mới có thể tham gia bây giờ ngươi đã sớm có thể lấy được một danh ngạch triệu phi yên giải thích trần mục không biết đại hội thanh dân là cái gì nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn trần mục sớm nổi danh để choáng theo mình đến lăng dân tông bây giờ của thiên cơ cát tuyên truyền trần mục nghĩ không có muốn nổi tiếng cũng rất khó trở lại trong sân trần mục chơi đùa cùng với muội muội hắn mang theo trần vĩnh ngữ kiếm phi hành trần vĩnh ôm đùi của trần mục có ca ca ở đây, nàng ta cũng không có sợ hãi, ngược lại rất vui vẻ. Phủ thành chủ, mộ đông lưu, nhìn kiếm quang lượn dòng trên bầu trời, vẻ mặt khiếp sợ nói, là Trần Mục sao, hắn đã đột phá đến kiếm hậu rồi. Tuổi nhỏ như vậy đã trở thành kiếm hậu, khẳng định tương lai tiền đồ rộng mở. Nói không chừng, hắc thạch thành thật sự có thể xuất hiện kiếm thánh, thậm chí là kiếm thánh thiếu niên. Vào ban đêm, Trần Dĩnh chìm vào trong giấc ngủ. Trần Mục ở đình diện nói lời tạm biệt với mẫu thân. Trần Mục cùng kính nói, Mẫu thân, người yên tâm, con sẽ trở về thăm mọi người. Mục Nhi, chờ mẫu thân nấu chén mì trường thọ cho con rồi mới đi đi. Đường Nguyễn dỗ dàng chạy tới phòng bếp. vẻ mặt của Yến Lan Nguyệt cùng kính nói, Tiểu thiếu gia, ta sẽ thay ngài chăm sóc tốt cho Trần Gia. Cảm ơn Lan Nguyệt tỷ có Yến Lan Nguyệt ở Trần Gia chăm sóc cho muội muội làm bạn cùng với mẫu thân, Trần Mục rất là yên tâm. Đại tráng khẽ cọ vào ống quần của Trần Mục. Trần Mục ngồi sởm xuống, vuốt ve đầu của nó trầm giọng nói: "Ngươi cũng phải bảo vệ Trần gia cho thật tốt, chăm sóc tốt vĩnh vĩnh biết chưa?" Đại tráng gật đầu như là đã hiểu. Trần Mục đi vào phòng thăm muội muội. Trần Dĩnh ngủ rất ngon bởi vì Trần Mục thường dạy muội muội sử dụng hồ hấp pháp. Lúc ngủ, nàng ta cũng đều sử dụng hồ hấp pháp. Trần Mục đưa tay sờ nhẹ cái mũi nhỏ của muội muội, hắn rất luyến tiếc. Đường Uyển nấu mì trường thọ, bà ta muốn tổ chức sinh nhật sớm cho Trần Mục. Trần Mục ăn mì xong, uống canh xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn nói: "Đúng là rất ngon, cảm ơn mẫu thần." Mặt Đường Uyển mang theo nụ cười từ mẫu còn phải nghe lời tông chủ, thể hiện thật tốt, không có được chọc nàng ta tức giận. Trần Mục cảm giác mẫu thần đang nhắc nhở cái gì? Triệu Phi Yên không có cảm giác cái gì bất thường, nàng ta mang theo Trần Mục ngự kiếm bay lên trời. Yến Lan Nguyệt và Đường Nguyễn đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hắc Thạch Thành ở Bắc Quang và Lăng Dân Tông ở Nam Quang cách nhau rất xa. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục ngữ kiếm phi hành cần phải hơn nửa tháng. Trần Mục dựa vào đôi chân dài của Triệu Phi Yên, hắn không có lãng phí thời gian trên đường đi. Mấy ngày nay đều dùng niết bàn hô hấp pháp để mà luyện quá yêu đàn. Triệu Phi Yên rất hâm mộ thiên phú của Trần Mục, trong lúc đi đường cũng đã đột phá đến ngũ phẩm kiếm hậu trung kỳ. Cảm giác hắn nhiều nhất 2-3 năm là có thể trở thành kiếm dương rồi. Trần Mục, chúng ta sắp tới rồi. Triệu Phi Yên nhắc nhở Trần Mục mây mù lượn lờ ở phương xa. Trần Mục nhìn thấy cái đường nét mơ hồ của Lăng Dân Tông, linh khí xung quanh nồng đậm. Tới gần Lăng Dân Tông, Trần Mục nhìn thấy vô số cung điện lầu cá, còn có hòn đảo trôi nổi giữa không trung. Rất nhiều ngọn núi đều có đệ tử đang luyện kiếm. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục đáp xuống bên ngoài núi Lăng Dân Tông. Cái mái dòm bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo. Ở phía sau là có bậc đá xanh ba 000 bước chỉ có hai đệ tử ngoại môn ở chỗ này chấp hành sư tỷ hai gã đệ tử ngoại môn cùng kính nói triệu phi yên khẽ gật đầu mỉm cười nói phía trước là lăng dân thê ở phía trên là quảng trường hàng trăm tiểu bối khảo hạch chính là bắt đầu từ chỗ này khảo hạch năm nay hình như vừa mới kết thúc sao ta cần khảo hạch hả trần mục hỏi hắn nhìn trái nhìn phải vị hôn thê vậy mà lại không có đi ra nên đón ta Triệu Phi Yên trầm giọng nói, Ngươi đương nhiên không cần phải khảo hạch, nhưng mà ngươi cũng có thể thử xem. Hạng mục thứ nhất là leo núi, trong thời gian một nén hương đi qua lăng dân thê, gió trên núi rất lớn, một nén hương đại khái là 10 phút. Lăng dân thê có 3.000 bậc thang, hàng năm nơi này đều có thể đào thải một nửa tiểu bối, đây là hạng mục đơn giản nhất, cũng là loại bỏ nhiều nhất. Trực tiếp đến cái cuối cùng, Triệu Phi Yên mang theo trần mục đi lên lăng dân thề. Hạng mục này đối với kiếm hậu mà nói không có tính khiêu chiến gì. Trên ngọn núi tuyết, đôi mắt đẹp của Khương Phục Tiên nhìn chăm chú vào trần mục. Tóc bạc của nàng đang bay phất phới, quần áo màu tuyết đang quay cuồng, dung nhan tuyệt thế đang mỉm cười. Triệu Phi Yên và Trần Mục đi tới quảng trường. Tấm bia đá bạch ngọc kia có thể đo được căn cốt so với cái ở hắc thạch thành của các ngươi chính xác hơn nhiều triệu phi yên biết sư tôn không có nhận trần mục làm đồ đệ cho nên muốn hắn thông qua khảo thí khiến cho các cường giả khác của tâm môn chú ý nàng ta đã giúp cho trần mục tìm được sư tôn tốt lúc này ở quảng trường chỉ có một vài đệ tử ngoại môn đều là ở gần đó quét dọn vệ sinh trần mục đi tới trước bia đá bạch ngọc có đệ tử ngoại môn tiến lên ngăn cản nói Sư tỷ, trưởng lão đã nói bia cổ bình thường không có thể tự tiện sử dụng. Loại bia đá bạch ngọc này có thể đo căn cốt rất là trân quý, chỉ có lúc tông môn khảo hạch mới có thể sử dụng, bình thường cấm tiểu bối dùng riêng. Chương 94 Lăng Dân Tông Triệu Phi Yên lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì ta phụ trách, trần mục người đo đi. Đệ tử ngoại môn kia không có dám ngăn cản Triệu Phi Yên là đệ tử chân truyền của tông chủ, lời của nàng ta nói so với rất nhiều trưởng lão đều có tác dụng hơn. Trần Mục đặt tài lên tấm bìa đá, sau đó tấm bìa đá chấn động, giải phóng ra ánh sáng rực rỡ. Cột sáng phía xa cái tấm bia đá chối loạ, đâm xuyên qua cái tầng mây trên trời. Toàn bộ lăng dân tông nhìn về phía cột sáng quá mức kia. Cho đến khi Trần Mục thu tay lại, cột sáng chói mắt kia mới chậm rãi tiêu tán. Mặt của Triệu Phi Yên sớm đã có chuẩn bị nhưng mà vẫn khiếp sợ. Dù số đệ tử của Lăng Dân Tông xong về phía quảng trường, người đầu tiên đến chính là cường giả tông môn, trong đó có một lão giả kinh hồ. Ô trời, là cực phẩm căn cốt sao? Trước kia, cực phẩm căn cốt, không có loại dị tượng này, tiểu bối này thật đúng không có đơn giản. Khó trách gần đây, không có thấy Triệu Phi Yên, nàng ta dậy mở bên ngoài, mang về một tuyệt thế thiên kiêu một người trung niên dáng người khôi ngô tiến lên thanh âm quán ta hung hồn nói tiểu tử ngươi tên là gì trần mục cảm giác được áp lực đặc biệt mạnh người đàn ông trước mắt hắn chính là cường giả kiếm hoàng ở phía sau hắn ta đang mang một đại kiếm to lớn triệu phi yên cung kính nói lục sư thúc hắn tên là trần mục bây giờ sắp tròn năm tuổi năm tuổi nhìn qua không khác trẻ con 10 tuổi là bao rất thích hợp tu luyện mang kiếm của ta. Lục Thanh Sơn đánh giá Trần Mục, vẻ mặt của Thanh Sơn rất nhiệt tình nói, Trần Mục có hứng thú theo ta tu hành không? Ta chính là cương giả kiếm hoàng. Thanh Sơn, người đu về phía sau một chút đi, kiếm thuật tệ hại của ngươi có thể dạy cho thiên kiêu cực phẩm căn cốt sao? Lão giả cao gầy, mặt thanh bào cười nhạo nói, Lý Thanh Lưu, ngươi có ý gì vậy? Không quý gì cả, Trần Mục, nếu ngươi tu hành với Lão Phu, Lão Phu có thể dạy ngươi rất nhiều thứ. Trần Mục không có trả lời, bọn họ thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng mà đều không đạt được tiêu chuẩn mà Trần Mục muốn bái sư. Xung quanh có rất nhiều đệ tử lăng dân tông, bọn họ nghị luận sôi nổi. Cực phẩm căn cốt, không biết cuối cùng có thể trở thành đệ tử của ai. Ngay cả các đệ tử nội môn, bế quan cũng đã tới quảng trường. Bọn họ đều đã bị Trần Mục kinh động xem ra sau này chúng ta có kinh địch rồi tiếng ho lạnh lẽo gian lên mọi người đều không có dám bàn tán tiểu tử mặc váy đỏ dáng người cao gầy xuất hiện ở quảng trường nàng ta có một khuôn mặt trái xoan tinh xảo tóc xỏa tung trên lông mày mang theo hoa văn quả diễm cả người tản ra khí tức cường đại nàng ta cất giọng nói lạnh lùng thiên kiêu mà phi yên mang về các người cũng dám cướp sao các cường giả tông môn nhào nhào im lặng, có thể thấy được bọn họ cực kỳ sợ hãi tiên nữ đó. Phi Yên, sư tôn của ngươi muốn nhận đồ đệ. Tần sư thúc, sư tôn không có muốn nhận đồ đệ. Nghe vậy, các cường giả lăng dân tông xung quanh đều quý nghĩ với Trần Mục. Tần nghe thường đi tới trước mặt của Trần Mục, nàng ta hứng thú ngồi sởm xuống, ngón tay mạnh khảnh nắm càm của Trần Mục cẩn thận đánh giá âm thanh của tần nghe thường lạnh lùng nói loại tuyệt thế thiên kiêu này sư tỷ đương nhiên không cần rồi trần mục đã bị tần nghe thường nắm cảm trong lòng hắn có một chút khó chịu nhưng mà cổ khí tức cường đại kia khiến cho hắn không dám lên tiếng tần nghe thường trước mặt so với lục thanh sơn và lý thanh lưu mạnh hơn rất nhiều triệu phi yên mỉm cười nói trần mục tần sư thúc là kiếm hoàng đỉnh phong Người theo nàng ta có thể học được rất nhiều thứ trong lòng của Trần Mục thầm nghĩ, ta đi theo Tần ngây thường thì Khương Phục Tiên cũng không có biến thành sư thúc của ta, loại mua bán này cũng không có lợi. Đồng ý theo ta chứ. Tần nghe thường nắm cảm của Trần Mục. Trần Mục mỉm cười nói, Cảm ơn ý tốt của tiên tử tỷ tỷ để ta suy nghĩ lại. Tiên tử tỷ tỷ sao? Trên mặt của Tần nghe thường hiện lên ý cười. Triệu phi yên đen mặt nghĩ thầm Trần Mục khẳng định đổ dài cũng gọi như vậy. Sau khi quen thuộc với mình rồi thì không có xưng hô như vậy nữa. Có một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trên quảng trường. Toàn bộ cường giả tông môn xung quanh đều khom người hành lễ. Đệ tử của tông môn đều là nửa quỳ mà hành lễ. Bãi kiến tông chủ. Tần nghe thường không có hành lễ, nàng ta mỉm cười đứng dậy nghi hoặc nói. Sư tỷ tuyệt thế thiên kiêu như vậy ngươi thật sự không quý định lấy sao? Nếu như Khương Phục Tiên muốn lấy, Tần Nghe Thường đương nhiên không có cách nào nhúng chạm. Nhưng mà nếu Khương Phục Tiên không cần, thì ai cũng đừng có nghĩ dám cướp với Tần Nghe Thường. Khương Phục Tiên khẽ nói, tiểu sư muội sư thúc quyết định nhận Trần Mục làm đồ đệ. Tần Nghe Thường khiếp sợ nói, sư tôn muốn nhận đồ đệ sao? Sao mà người không nói với ta? Sư thúc tự có sắp xếp của người. Tất cả cường giả tông môn xung quanh đều khiếp sợ. Sư thúc của Khương Phục Tiên chính là sư tôn của tầng nghe thượng. Kiếm thánh Tô Mần, thái thượng trưởng lão lăng dân tông đã ẩn thế đóng cửa ngàn năm. Ngay cả Triệu Phi Yên cũng trợn to hai con mắt. Nàng ta tưởng rằng Trần Mục sẽ là tiểu sư đệ của nàng. Không có nghĩ tới trong chớp mắt lại biến thành tiểu sư thúc. Triệu Phi Yên có một chút bối rối. Nghĩ đến sau này muốn gọi Trần Mục là tiểu sư thúc nàng ta lập tức nổ da gà. Tần nghe thường phất tay áo rời đi. Trong mắt của nàng ta có ít nhiều một chút nối tiếc. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, trên mặt mang theo một nét dịu dàng, nhỏ giọng nói. Phi Yên, ngươi đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Trần Mục đi. Ba ngày sau, cử hành đại điển nhập tông. Đến lúc đó sư thúc sẽ ra mặt nhận ngươi làm đồ đệ. Cảm ơn tiên tử tỷ tỷ. Sau này gọi ta là sư tỷ. Trần Mục gật đầu, nhỏ giọng nói trong lòng. Sau này ta sẽ gọi ngươi là nương tử. Sau khi mà Khương Phục Tiên và các cường giả tông môn rời đi, xung quanh chỉ còn có đệ tử của Lăng Dân Tông đang dây xem. Có thanh niên anh Tuấn cược trắng đến gần. Triệu sư tỷ mấy ngày nay không gặp, con tưởng là đang bế quan, không nghĩ tới là mang về một tiệc thế thuyên kiêu. Ta là tiêu dân, tiểu sư thúc sau này phải chiếu cố ta nhiều hơn nha. Tiêu dân cười chào hỏi. Ngươi là thiên bản thứ tư sao? Trần Mục đã nghe qua cái tên tiêu dân này. Chương 95 Lăng Dân Tông Tiêu dân kinh ngạc nói. Tiểu sư thúc ngay cả cái này cũng biết sao. Thiên bản thứ tư không có đang nhắc tới. Triệu sư tỷ còn là thiên bản thứ ba. Triệu Phi Yên biểu môi nói. Tiêu dân, ngươi đột nhiên có nhiều thêm một tiểu sư thúc ngươi không cảm thấy khó chịu sao vậy? Tiêu dân nhiệt tình nói, không khó chịu, tiểu sư thúc, sư tôn của ta là tầng nghe thường, sư tổ của ta hẳn là sư tôn của ngươi, sau này ngươi phải che chở cho ta đó. Trần Mục chỉ có thể xấu hổ cười cười, hiện tại hắn không có thực lực để mà che chở tiêu dân, nhưng mà hắn ta thoạt nhìn, dễ sống chung hơn so với Triệu Phi Yên. Hắn có thể cảm giác được tiêu dân rất mạnh, hắn ta chính là cường giả kiếm dương đỉnh phong. Triệu Phi Yên có một chút mệt mỏi. Đi đường vất vả rồi, ta trở về tử dân phong nghỉ ngơi trước. Tiêu dân, ngươi dẫn Trần Mục đi dạo quanh lăng dân tông, sau đó đưa hắn đến tử dân phong. Tiêu dân không có từ chối, nhiệt tình nói, tiểu sư thúc, ta dẫn ngươi đi dạo lăng dân tông. Đa tạ, Trần Mục mỉm cười nói, Triệu Phi Yên trở về tử dân phong để nghỉ ngơi. Tiêu dân mang Trần Mục đi dạo quanh lăng dân tông. Lăng dân tông có hơn một dạng ngọn núi lớn ngữ kiếm phi hành tham quan cũng cần hơn nửa ngày tiêu dân rất là nhiệt tình kiên nhẫn giới thiệu cho trần mục trần mục chú ý đến hồ nước quang du nơi đó có rất nhiều kiếm nơi đó là cái gì vậy đó chính là kiếm trị có rất nhiều kiếm là do các tiền bối của lăng dân tông lưu lại trước khi bọn họ tọa quá nếu như không có đem kiếm tặng cho hậu bối thì sẽ lựa chọn để lại ở kiếm trị trần mục nhìn thấy vô số chấp niệm những chấp niệm này đều bám vào kiếm chấp niệm chỗ này cũng đủ để cho hắn tu luyện rất nhiều năm ta có thể đến kiếm trì không kiếm trì sẽ mở ra trong một thời gian đặc biệt tiểu sư thúc có thể đi tìm tông chủ chỉ cần nàng ta cho phép ngươi tùy lúc có thể tiến vào kiếm trì trần mục không sốt ruột vừa mới tới lăng dân tông trước tiên vẫn là nên làm quen với hoàn cảnh đã Khương Phục Tiên ở trên núi tuyết cao nhất. Ngọn núi kia gọi là Lăng Dân Phong, cương giả tông môn đều có được một ngọn núi riêng. Đệ tử hạch tâm nội môn cũng có ngọn núi riêng, nhưng mà thấp hơn rất nhiều. Buổi tối, Trần Mục trở lại tử dân Phong. Động phủ được xây dựng nơi sườn núi, bên ngoài động phủ là rừng trúc, còn có một đạo đài mặt hướng về phía đông. Triệu Phi Yên đang nghỉ ngơi trong động phủ. Phi Yên tỷ tỷ còn chưa có sắp xếp chỗ ở cho ta đó trần mục hô vào trong động phủ phi yên thản nhiên nói vào đi trần mục đi vào động phủ bên trong có một chiếc giường bạch ngọc triệu phi yên thản nhiên nói hai ngày nay ngươi ở chỗ ta theo ta mà tu luyện đi trần mục chớp chớp mắt nhỏ giọng nói đây là lăng dân tông triệu phi yên lạnh lùng lăng dân tông thì có vấn đề gì ta không phiền ngươi sợ cái gì Trần Mục nghĩ đến Triệu Phi Yên đang giúp mình, trầm giọng nói. Được rồi. Vào ban đêm, ánh trăng soi sáng, Khương Phục Tiên đứng trên đỉnh núi tuyết. Đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn chăm chú về phía tử dân phòng. Trong động phủ, Trần Mục đột nhiên lạnh sống lưng. Sau lưng của Trần Mục phát lạnh, cảm giác đáng sợ hơn gặp yêu dương. Chẳng lẽ có người muốn hại ta sao? Đây chính là lăng dân tông, không thể như thế được. Trần Mục lẩm bẩm trong lòng. May mắn cái loại cảm giác kia chỉ thoáng qua. Có lẽ ảo giác thôi. dị hôn thê của ta đang bao bọc cho ta mà. Với sự giúp đỡ của Trần Mục, bản mệnh kiếm của Triệu Phi Yên lộ ra hơn phân nửa thần kiếm. Nhiều nhất phải cần thời gian nửa năm mới có thể giải khóa hoàn toàn. Thân thể của Trần Mục trải qua hàng khí tôi luyện càng thêm mạnh mẽ. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, thể lực đã vượt xa so với các kiếm tu cùng cảnh giới. Hiện giờ Trần Mục có thể luyện tập với cường độ cao liên tục hơn nửa ngày, cho đến giữa trưa hôm sau mới nghỉ ngơi. Hắn nằm trên chiếc giường bạch ngọc của Triệu Phi Yên, không có muốn làm gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Khuôn mặt thành tú của Triệu Phi Yên càng ngày càng hồng hào, nàng ta cảm thấy chính mình có thể sớm trở lại thời kỳ đỉnh phong. Chỉ cần khôi phục đỉnh phong nàng ta có thể có cơ hội đoạt vị trí đệ nhất thiên bản. Khóe miệng của Triệu Phi Yên mang theo ý cười. Bên tai bỗng nhiên gian lên giọng nói của Khương Phục Tiên. Sư Tôn tìm con làm gì? Trần Mục nghe thấy tiếng thì thầm của Triệu Phi Yên không có một chút buồn ngủ nào. Hắn ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Sư Tôn của ngươi liệu có giết ta không vậy? Ngươi đang nói cái gì? Triệu Phi Yên Cảm thấy hắn đang nói sàn bậy, lạnh giọng nói Bây giờ ta đi gặp sư tôn, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Triệu Phi Yên vừa rời khỏi động phủ, khuôn mặt nhỏ của Trần Mục căng lên thì thầm nói Ta có nên giải thích với lão bà Phục Tiên không? Nhiệm vụ đánh dấu lằn dần phòng, phần thưởng tu di giới. Trần Mục nhìn thấy nhiệm vụ đánh dấu mới, lập tức tìm kiếm thông tin liên quan đến phần thưởng. Tu di giới? không phải là một linh khí không gian bình thường. Nó có không gian to lớn, có thể chứa cả một ngọn núi, có thể tưởng tượng được món đồ này quý giá như thế nào. vốn đang lo lắng sẽ bị Khương Phục Tiên đánh chết. Hiện giờ Trần Mục lại nghĩ đến việc đánh dấu Lăng Dân Phong. Lăng Dân Phong nằm trên biển mây, quanh năm được tuyết động bao phủ. Khương Phục Tiên đứng ở đỉnh vách núi. Nàng ta nhìn biển mây lấp lánh ánh vàng thanh u nói. Phi Yên cảnh giới của Trần Mục có thể nâng cao nhanh như vậy, công lao của con rất lớn. Triệu Phi Yên đứng phía sau Khương Phục Tiên, khuôn mặt thanh tú của nàng ứng hồng, yếu ớt nói. Sư Tôn, con... Lần trước Khương Phục Tiên đến Bắc Quang có gặp qua Trần Mục. Lúc đó hắn vẫn là kiếm sư đỉnh phong. Qua một năm sau, Trần Mục đã từ kiếm sư thăng cấp lên ngũ phẩm kiếm hậu. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho nàng ta kinh ngạc tình huống của con, di sư đã hiểu rõ rồi. Chuyện này đối với con hay là đối với Trần Mục đều có lợi. Có điều sau này, hắn chính là tiểu sư thúc của con. Loại chuyện như thế không có được tái diễn nữa. Khương Phục Tiên trịnh trọng nói. Phi Yên hiểu rõ. Triệu Phi Yên mỉm môi, nàng ta cúi đầu yếu ớt nói. Sư Tôn, có thể cho con một thời gian nửa năm không vậy? Chương 96 Tâm Môn Đại Điển khương phục tiên nhìn vào biển mây cuồn cuộn trong đôi mắt xanh thẳm hiện ra gợn sóng đỉnh núi rất yên tĩnh triệu phi yên và sư tôn đã ở cạnh nhau nhiều năm từ trước đến nay chưa từng căng thẳng như bây giờ nàng ta nửa quỳ sau lưng của khương phục tiên không có dám ngẩng đầu lên nhìn sư tôn khương phục tiên thở dài sau đó âm u nói không thể để cho người khác biết được đa tạ sư tôn khuôn mặt thanh tú của triệu phi yên hiện lên ý cười. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Lúc này Tần Nghê Thường đến Lăng Dân Phong tìm nàng ta để mà thương lượng về chuyện tông môn đại điển. Triệu Phi Yên liên trở về tử dân phong. Trần Mục đang nằm trên đạo đài bên ngoài động phủ. Hắn phát giác được Triệu Phi Yên đã trở lại, nhanh chóng ngồi dậy, nghiêm túc nói. Sư Tôn của ngươi nói thế nào? Triệu Phi Yên đắc ý nói. Sư Tôn cho phép chúng ta tiếp tục tu luyện nửa năm nàng ấy không có tức giận sao? Sư Tôn hình như có một chút tức giận đó. Triệu Phi Yên tiếp tục lạnh giọng. Chuyện này ngoại trừ Sư Tôn, nếu ngươi để cho người khác biết được, ta và Sư Tôn không có tha cho ngươi đâu. Trần Mục rụt cổ lại. Hai ngày sau, Tông Môn Đại Điển dán bức màn che. Đệ tử Lăng Dân Tông đều tụ tập tại quảng trường. Khắp cả quảng trường, người đông nghìn nghịch, trên người của các đệ tử Lăng Dân Tông tràn đầy năng lượng, toàn thân tản ra khí tràng mạnh mẽ. Sau khi mà khí tràng của bọn họ dung hợp lại, ngay cả cường giả kiếm hoàng cũng phải kiên kỵ. Trần Mục và Triệu Phi Yên đứng đầu ở phía trước. Những người đứng hàng đầu tiên đều là các đệ tử hạch tâm, toàn là cường giả kiếm dương. Đặt ở Bắc Quang, đây đều là cấp bậc trưởng lão của tâm môn. Phi Yên, da mặt của người bệnh màng rồi, có phải gần đây ăn cái thứ gì tốt không vậy, chia sẻ với ta một chút đi bên cạnh triệu phi yên truyền đến tiếng cười gian như là chuông bạc trần mục chú ý đến mỹ nữ tóc dài bên cạnh một thân váy màu lục tóc đen như thác dung mạo lanh lợi xinh đẹp chỉ là ngực hơi nhỏ một chút triệu phi yên nhớ mày nói gần đây ta thích ăn kẹo hồ lô ngươi muốn ăn tự mình đi mua đi ô trời thật hay là giả vậy vẻ mặt của liễu mi nhi đầy kinh ngạc cái tên nhóc này mới tới sao? Sao mà lại chạy tới phía trước này? Liễu mi Nhi xoa nhẹ đầu của Trần Mục, cảm thấy hắn rất đáng yêu. Tiêu dân nhắc nhở nói, Sư muội mũi dừa xuất quan, vị này là đệ tử mà sư tổ chuẩn bị thu nhận đó. Liễu mi Nhi thì thầm nói, đệ tử sư tổ chuẩn bị thu nhận, vậy chẳng phải chính là tiểu sư thúc của chúng ta sao? Liễu mi Nhi trừng to con mắt, dỗ dàng thu tay lại, vẻ mặt lúng túng nói, tiểu sư thúc mi nhi không hiểu chuyện ngài đừng có để trong lòng triệu phi yên che miệng cười tiêu dân lắc đầu cười trần mục khẽ cười đáp không sao liễu mi nhi đã bị dọa không nhẹ rồi tiêu dân nhiệt tình nói sư tôn chỉ có hai vị đệ tử đích truyền chính là ta và liễu sư bụi sau này tiểu sư thúc còn phải chiếu cố cho chúng ta nhiều hơn trần mục gượng gạo gật đầu rất nhiều người trong lăng dân tông đều là đệ tử ký danh, chỉ có những tiểu bố của thiên phú dị bẩm mới có thể trở thành đệ tử đích truyền của cường giả tầng 1. Trước mặt đều là những tiểu bố có thân thế, có quyền phù đảo đang hạ xuống cách đó không xa, giống như đài cao đứng sừng sững phía trước. Mười mấy đạo kiếm quang rực rỡ rời xuống, trong đó có Lý Thanh Lưu và Lục Thanh Sơn mà Trần Mục đã từng gặp, bọn họ đều là cường giả kiếm quang. Trần Mục Kinh Hải, ở Bắc quan đừng nói là kiếm hoàng, ngay cả kiếm dương cũng không có mấy người. Một tia tuyết hoàng đáp trên hòn đảo, các đệ tử tông môn cung kính nói, bái kiến tông chủ. Khương Phục Tiên và Tần nghe thường nhường ra cái vị trí ở giữa. Một vị lão giả mặc áo choàng màu trắng đứng vào chính giữa. Ông ta đã già nhưng mà vẫn tráng kiện trong mắt đầy vẻ tàn thương. Khoảnh khắc khi mà lão giả xuất hiện tất cả bộ kiếm của đệ tử lăng dân tông đều rung lên. Bãi kiến thái thượng trưởng lão, bãi kiến sư thúc, sư tôn, trần mục và các tiểu bối khác đều đang hành lễ. Khương Phục Tiên và Tần Ngây Thượng cũng cúi người hành lễ. Vẻ mặt của Tô Mân mang theo ý cười. Trong nháy mắt, ông ta xuất hiện trước mặt của Trần Mục. Ngay cả áo bào cũng không rung. Hai con mắt đánh giá Trần Mục và nhã nói. Sao? Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? bằng lòng trần mục khẽ cười trần mục khẽ cười gật đầu hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của lão giả ánh mắt của tô Mần mỉm cười ôn tồn nói sau khi mà đại điển kết thúc hãy đến trích tinh phòng dần thưa sư tôn trần mục cung kính hành lễ các tiểu bố xung quanh đầy vẻ ngưỡng mộ tương lai của trần mục bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên đồ đệ của kiếm thánh tô Mần tiểu sư đệ của Khương Phục Tiên và Tần Nghe Thượng, tiểu sư thúc của Lăng Dân Tông, chỉ dựa vào thân phận như thế thôi, đủ để đè bẹp vô số thiên kiêu. Trong mắt của Tô Dân mang theo vẻ sùng kính. Hắn ta biết, yêu cầu của Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão đối với Trần Mục không phải là đè bẹp các thiên kiêu cùng thế hệ, mà là muốn cho hắn bắt kịp các cường giả kiếm đạo đỉnh phong kia. Liễu Mi Nhi run rẩy trong lòng nghĩ đã xoa đầu tiểu sư thúc liệu có bị trả thù không vậy? Triệu Phi Yên cũng đầy vẻ không vui, vốn tưởng rằng là tiểu sư đệ chớp mắt đã biến thành trưởng bối rồi. Tô mần dẫn Trần Mục lên trên hòn đảo. Trần Mục bây giờ không phải là đệ tử bình thường mà là đồ đệ của Thái Thượng trưởng lão, thân phận ngang bằng cùng với các trưởng lão, tông chủ là sư tỷ của hắn. Trần Mục đứng bên cạnh Khương Phục Tiên, đột nhiên trở thành tiểu sư thúc của Lăng Dân Tông, dạng người chú ý nói thật, hắn có một chút không thích ứng được. Khương Phục Tiên thanh u nói, tiếp theo đây sẽ do Tần trưởng lão tuyên đọc môn quy. Tần nghe thường bước lên lạnh lùng nói, môn quy của Lăng Dân Tông, người vi phạm tất bị truy cứu, người phạm tội tất sẽ bị phạt. Những môn quy này chủ yếu nói cho những đệ tử mới nhập môn nghe, có rất nhiều các quy định cứng nhắc. Trần Mục để tay nhỏ sau lưng, mang theo một nụ cười gượng gạo đứng đó. Dài canh giờ sau, tông môn đại điển cuối cùng đã kết thúc. Trần Mục thấy đại hội kết thúc, liền kéo lấy vái của Khương Phục Tiên, cười ngọt ngào nói. Sư tỷ sư tỷ để có thể lên đến lăng dân phong của tỷ để mà xem thử không vậy? Chương 97, tông môn đại điển. Khương Phục Tiên nhìn Trần Mục, đôi mắt xanh thẳm sáng lên, vẻ mặt thần tiên xinh đẹp, không có bất kỳ biểu cảm gì trần mục bị nhìn chằm chằm có một chút sợ hãi sư tỷ có thể dẫn đệ đến trích tinh phong không khương phục tiên vẫn nhìn chằm chằm trần mục đột nhiên trần mục có một chút quảng sợ lúc khương phục thiên không có nói chuyện còn đáng sợ hơn khi nói chuyện tần nghe thường lạnh lùng nói tiểu sư đệ sư tỷ sẽ dẫn đệ đi trích tinh phong cảm ơn tỷ tỷ trần mục mỉm cười đáp lại khương phục tiên dỗ nhẹ với của mình thành u nói để muốn đến lăng dân phong cứ trực tiếp đến thẳng là được rồi trần mục cảm thấy cái vị hôn thê đang tức giận hắn quyết định hai ngày nữa đi lăng dân phong hắn đi theo tầng nghe thượng đến trích tinh phong lăng dân tông nằm trên thập dạng đại sơn đỉnh núi nơi mà các cường giả tông môn cư trú tương đối vắng vẻ trích tinh phong lại càng nằm sâu trong lăng dân tông xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tần nghe thường dẫn Trần Mục đến Trích Tinh Phong. Trích Tinh Phong rất là bình thường, thậm chí không có cao bằng những ngọn núi xung quanh. Trích Tinh Phong này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của Trần Mục. Tần nghe thường lạnh lùng nói, Tiểu sư đệ, để có biết vì sao chỗ này gọi là Trích Tinh Phong không? Không biết, xin sư tỷ giải đáp cho. Khuôn mặt nhỏ của Trần Mục kính cẩn nói, trong mắt của Tần Nghe Thường mang theo vẻ tự hào. Rất lâu trước khi mà Khương Phục Tiên ra đời, Sư Tôn đã ngộ đạo tại ngọn núi này. Một đêm nọ, ông ấy đã ngộ ra kiếm đại giữa ngoài trần thế, nhất kiếm lên cát vì sao rơi xuống. Sau đó nơi này mới được gọi là trích tinh phong. Trong mắt của Trần Mục mang theo vẻ kính trọng, một kiếm hái sao, sức mạnh kia to lớn đến độ nào. Chỉ có điều hắn không nhìn thấy tên của Sư Tôn trên thánh bản. Chẳng lẽ là các cường giả trên thánh bản mạnh hơn so với sư tôn sao? Hai người tiến vào trích tinh phong. Bọn họ bắt đầu leo lên từ chân núi. Trần mục chú ý hàng cây hai bên đường núi đã được cắt tỉa gọn gàng. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống đường lên núi, xung quanh đều có chim hót qua thơm. Phong cảnh ở đây rất tốt. Vẻ mặt của tầng nghe thường nghiêm nghị nói mỗi một ngọn cây cọng cỏ ở đây đều do đích thân sư tôn tự chăm sóc. Ngay cả những cái viên đá cụi để dẫm chân ở phía dưới cũng đều được sư tôn nhặt về ở dưới sông. Trần Mục cúi đầu nhìn những cái viên đá cụi dưới chân, mỗi viên đá đều vô cùng nhẵn nhụi, có dấu vết được đánh bóng. Trên đường núi, ngay cả một chiếc lá rơi cũng không có. Xem ra, trích tinh phong thường xuyên được chăm sóc. Trần Mục đã từng đến tử dân phòng Tiêu dân cũng dẫn hắn đi xem rất nhiều ngọn núi, những nơi đó không có sinh khí như chỗ này. Sư Tôn Tô Mân đã coi trích tinh phong như là nhà của mình, coi lăng dân tông như là gia đình của mình mà bảo vệ. Đỉnh núi trích tinh phong, ở giữa có một ngôi nhà trúc tinh xảo, trước cửa không xa chính là vườn rào, xung quanh đều có các loại hoa cỏ được chăm sóc cẩn thận. Cách bài trí ở đây rất đơn giản, nhưng mà lại cho Trần Mục cảm giác như thiên đường chủ nhân gian, rất thanh thản dễ chịu. Tô Mân mặc chiếc áo choàng trắng mộc mạc, tiên phong đạo cốt, tuy già nhưng mà đầy sinh khí. Ông ngồi ở trước nhà trúc, trong tay là bạch ngọc khắc hình kiếm đang lơ lửng. Tần nghe thường khoát tay lên vai của Trần Mục. Trần Mục lập tức dừng lại, hai người lặng yên đứng cách đó không xa. Miếng ngọc bồi kia ẩn chứa sức mạnh to lớn. Một lúc sau, Tô Mân mở mắt ra ông ấy nở nụ cười ôn hòa nói tiểu mục con qua đây đi sư tôn trần mục bước đến gần hơn tô mân đưa miếng ngọc bội khắc hình thành kiếm cho trần mục trên mặt khẽ cười nói ở bên trong này có một kiếm của di sư lúc gặp phải nguy hiểm cứ bóp nát nó là được trần mục nhận lấy ngọc bội hình kiếm khuôn mặt nhỏ nhắn cùng kính đáp đa tạ sư tôn hẳn biết miếng ngọc bội này là cái gì rồi trong miếng ngọc bội kia của Triệu Phi Yên có chứa một kiếm của Khư Phục Tiên, một kiếm kia trực tiếp cắt ngang một nửa bắt lâm. Trần Mục rất tò mò một kiếm này của Sư Tôn có quy lực thế nào. Đương nhiên Trần Mục không có sử dụng nó bây giờ, chỉ khi nào mà bước đường cùng mới sử dụng. Trong mắt của Tô Mân tràn đầy ý cười, ngũ phẩm kiếm hậu, sức mạnh, dược xa so với các kiếm tu cùng thế hệ, thể lực cũng vượt hơn người bình thường gấp mấy lần. Trần Mục khẽ kinh ngạc, không hổ là sư tôn, chỉ cần một ánh mắt có thể nhìn ra lai lịch của mình. Tần Nghe Thường đang đứng ở gần đó, nàng ta muốn biết vì sao mà Tần Mục lại có thể được sư tôn đích thân dạy bảo. Tô Mân tiếp tục nói, "Còn chính là bá đạo kiếm thể hiếm thấy, trời sinh có thể chế ngự dạng kiếm." Mắt đẹp của Tần Nghe Thường hơi kinh ngạc, cửu phẩm căn cốt rất ít thấy nhưng mà bá đạo kiếm thể so với cửu phẩm căn cốt lại càng hiếm thấy hơn. Đây là thể chất đặc biệt mấy ngàn năm cũng khó gặp được, có khả năng điều khiển dạng kiếm. Còn có bá đạo kiếm thể nhưng mà vẫn chưa làm chủ được bá đạo kiếm ý. Nhưng trước tiên phải nắm vững biên độ bùng nổ và tốc độ của lôi đình kiếm ý. Không tồi, không tồi. Thiên phú của con có thể xếp thứ ba trong các thiên kiêu mà ta từng thấy trong mắt tô mân tràn đầy ý cười vẻ mà có tần nghe thường chấn kinh ngay cả kiếm dương cũng rất có thể nắm giữ được kiếm ý trần mục còn nhỏ như vậy đã có thể nắm bắt được sao thậm chí hắn có thể nắm giữ nhiều loại kiếm ý trần mục kinh hãi hắn đã hát như vậy mà cũng chỉ có thể đứng thứ ba hả sư tôn hai người trước là ai vậy người đứng đầu đã ngã xuống người thứ hai chính là khương phục tiên trong mắt Tô Mân hiện lên vẻ thương cảm. Tần ngây thường trầm giọng nói, nếu như sư huynh không có rơi xuống, vị trí tông chủ chính là thuộc về huynh ấy. Tô Mân không có tiếp tục thảo luận vấn đề này, vẻ mặt của ông ta qua nhà nói, tiểu mục đi đến vách núi sử dụng hồ hấp pháp của con, giải phóng khí tràng, điều chỉnh khí tràng đến trạng thái mạnh nhất. Trần Mục đi đến bên vách đá, hắn nắm chặt chiếc dược tập trung tinh thần, đột nhiên giải phóng khí tràng, quanh thân tràn ngập quả hoàng, cây cối xung quanh tất cả đều rung chuyển. Chương 98, buổi học đầu tiên. Sau khi mà cầm kiếm, ánh mắt của Trần Mục trở nên kiên định, tiếng rồng gầm thét gian vọng khắp trích tinh phong, cùng với sự tăng cường của lôi đình kiểm ý, quả diễm biến thành sấm sét màu đỏ, rực rỡ chói mắt, toàn bộ trích tinh phong đều đang rung lên rất nhiều đệ tử của Lăng Dân Tông nghe thấy động tĩnh của Trích Tinh Phong. Có điều nơi đó chính là cấm địa bọn họ không có thể đặt chân đến. Triệu Phi Yên đã quen thuộc với sự biến động đó, đó chính là khí tràng đặc thù của Trần Mục. Khương Phục Tiên đứng trên đỉnh núi Lăng Dân Phong, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Trích Tinh Phong. Trong mắt của Tần Ngây Thường trang ngập quả diễm, nàng ta thất thành nói, không kém gì khí tràng của kiếm hậu đỉnh phong Trần Mục thu lại khí tràng, Tô Mân hài lòng gật đầu, mỉm cười khen ngợi. Tuy cùng tuổi, nhưng mà cảnh giới của con đã vượt xa các sư huynh sư tỷ của con rồi. Niết bàn hô hấp pháp mà con sử dụng là do phục tiên cho sao? Tô Mân cười hỏi. Trần Mục kính cần đáp. Đúng à. Tô Mân khẽ gật đầu, không có để ý nói. Quả thật, Niết bàn hô hấp pháp rất thích hợp với bá đạo kiếm thể buổi học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu với kiếm. Nghe thấy vậy, Tần Nghe Thường kính cẩn nói, Sư Tôn, tâm môn đại điển vừa mới kết thúc, con có chuyện phải làm. Tiểu sư đệ, sau này ngạo kiếm phong thuộc về đệ rồi. Sau này, ngạo kiếm phong thuộc về đệ, ta sẽ bảo mi nhi quản lý giúp đệ, lệnh bài thân phận và đồ dùng sinh hoạt, sẽ đưa đến ngạo kiếm phong cho đệ. Trần Mục cùng kính đáp, đa tạ sư tỷ sau khi mà tần nghe thường rời đi tô mân và trần mục ngồi trên đệm hương bồ kiếm đối với con là gì binh khí à? tô mân nói đầy ẩn ý kiếm nên là tay chân là bạn đồng hành đối với kiếm tu mà nói kiếm chính là sinh mạng chỉ khi con quan tâm đến kiếm thì mới có thể phát huy hết toàn bộ quy lực của kiếm một thành kiếm con cần phải biết nó mạnh ở đâu điểm yếu của nó ở chỗ nào lợi dụng điểm mạnh của nó để bảo vệ chủ yếu của nó. Trần Mục cúi đầu nhìn vào chiếc dược trong tay. Hắn chợt hiểu ra rất nhiều điều. Trước kia chỉ cảm thấy chiếc dược dùng rất là thuận tay. Nhưng trước giờ chưa bao giờ quan sát nó kỹ càng. Sư Tôn đa tạ đã nhắc nhở. Tô Mân chỉ vào ngực của Trần Mục. Không nên chỉ để ý đến thanh trường kiếm trong tay mà phải kiên định với thanh kiếm trong tim. Kiếm tâm còn quan trọng hơn bất cứ cái thứ gì trần mục kiên nhẫn lắng nghe có một số thanh kiếm tìm kiếm sự trường tồn một số thanh kiếm là hào hiệp giang hồ một số thanh kiếm khoái ý và thù hận tìm thấy thanh kiếm thuộc về con tôi luyện nó cho thật tốt trần mục trịnh trọng gật đầu hắn cho rằng sư tôn nói về sự khác biệt giữa trọng kiếm và trường kiếm nói về điểm mạnh của linh kiếm không ngờ lại là thứ càng sâu xa hơn sau khi mà nghe xong hắn được lợi rất nhiều chạng dạng trần mục đã học xong bài học đầu tiên hắn đã ngộ ra rất nhiều triết lý liên quan đến kiếm tô mân lấy ra dụng cụ bảo hộ màu vàng đồng có đồ bảo hộ cổ tay và cánh tay ông ấy ném đồ bảo hộ xuống đất có thể tạo thành một cái hố trên mặt đất những thứ này có thể giúp con luyện tập trần mục mang đồ bảo hộ cổ tay và cánh tay vào. Trên chân và cổ chân cũng mang áo giáp tơ vàng bên trong. Những thứ này vốn là hơi lớn, nhưng mà đột nhiên co rút dán sát vào cơ thể, cảm giác áp bách nặng nề ập đến. Trần Mục cảm thấy sức nặng ở trên người tăng gấp mấy lần. Những cái thứ này không những nặng mà còn hạn chế hắn sử dụng linh lực. Chỉ có thể giải phóng khoảng 3 tầng linh lực. Đập liên tiếp hai lần là có thể tháo bỏ những dụng cụ bảo hộ này xuống. Tô Mân nhắc nhở. Những cái thứ bảo hộ này có thể tự do co lại, chính là linh khí được tạo thành từ cái việc rèn kim loại hiếm, là đồ phòng hộ chân chính, được xem là bản thu sơ của áo giáp. Không chịu được thì cứ tháo ra. Trần Mục nhếch miệng cười nói, Sư Tôn, con có thể chịu được, như vậy mới gọi là tu luyện chứ. Mặt mũi Tô Mân hiền hậu ôn hòa nói, cứ mỗi hai ngày lại đến trích tinh phong, tiết học sau chúng ta sẽ nói về các chiêu kiếm cơ bản. Dân, Trần Mục cười gật đầu. Chiêu kiếm cơ bản, hắn đã học từ sớm, nhưng mà vẫn mong chờ sư tôn giảng giải các chiêu kiếm cơ bản thế nào. Trần Mục mặc đồ bảo vệ và đi đến ngạo kiếm phòng. Ngay cả ngữ kiếm phi hành, hắn cũng không có làm được, chỉ có thể đi bộ đến ngạo kiếm phòng. Cũng may, lúc trước tiêu dân đã từng nói với hắn, đây là ngọn núi mà trước kia, sư thúc của tiêu dân từng ở, cũng chính là sư huynh của tầng nghê thường vị của thiên phú đứng đầu kia cây cối trên đường có vết tích bị kiếm chém qua rêu xanh trên bậc thềm vẫn chưa có được quét sạch trên mặt đất lấm tấm bùn đất mang theo dấu chân trần mục đến sườn núi ở đây có một động phủ bên trong còn có tiếng cười mềm mại của nữ tử triệu phi yên và liễu my nhi đang ở trong động phủ liễu my nhi bị sư tôn phái đến đây quét dọn ngạo kiếm phòng nàng ta hơi bận vì thế đã nhờ triệu phi yên giúp đỡ hai người quét dọn ngạo kiếm phong xong ngồi trong đồng phủ để mà trò chuyện liễu my nhi hỏi triệu phi yên về chuyện liên quan đến tiểu sư thúc triệu phi yên kể ra tất cả những cái việc dễ dàng của trần mục liễu my nhi nghe xong cảm thán nói chẳng trách tiểu sư thúc có thể vào ngạo kiếm phong nói không chừng sau này tiểu sư thúc có thể thắng cả tâm chủ chỉ bằng hắn sư tôn của ta chỉ dùng ánh mắt cũng có thể giết chết rồi. Triệu Phi Yên kêu ngạo đáp. Liễu Mi Nhi yếu ớt nói, hôm nay ta đã mạo phạm tiểu sư thúc, người nói xem liệu hắn có ghi thù không vậy? Triệu Phi Yên cười nói, đây có là cái gì đâu, lúc ta ở Hắc Thạch Thành còn thường xuyên bắt nạt hắn. Ồ, thật sao? Liễu Mi Nhi đầy vẻ hóng hớt. Trần Mục bước vào đồng phủ, Triệu Phi Yên và Liễu My Nhi mãi lo nói chuyện, không có chú ý đến Trần Mục đã trở về. Hai nữ tử nhanh chóng im bặt. Tiểu Sư Thúc Thái độ của Liễu My Nhi cùng kính nói Triệu Phi Yên ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta như thể không có ý định hành lễ. Trần Mục không có dựa vào thân phận ép nàng ta khẽ cười nói Cảm ơn mọi người đã giúp ta dọn dẹp ngạo kim phòng. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Ta là Hôn Phu Kiếm Thánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.